Giới thiệu các bạn một cái thiết bị mà gọi là vintage cổ điển đến từ Colombia, một thương hiệu nổi tiếng. Trước đây là một nhánh của hãng Denon. Thì cái Colombia model này là GB22, một cái vali mà tự hành, có nghĩa là nó có loa luôn, cắm điện vào chơi thôi. Nó chơi cassette và chơi mâm thang nha. Thì con này có cái loa phía trước ở đây. Loa đây. Và cái kích thước của nó thì nó khoảng là chiều ngang 40, chiều sâu 40 quá. Thì cái nắp này chúng ta sẽ bật hai cái bản lề hai bên chúng ta mở ra thôi. Đây thì mình các bạn thấy rất là gọn. Cái màu của nó là màu ghi lông chuột. Phía trước chúng ta bỏ cassette chúng ta chơi. Bây giờ mình thử cassette trước đi nha. Thân ai xin buộc vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho này, cái đồ nhạc tiếng này. Cái số vào dừng chân quán năm bây giờ mình mở ra mình bỏ mâm thang cho các bạn xem nha, mở cái bảng lề bên này nữa. Lưu ý là cái này cứ lấy ra được luôn này, nó có hai cái móc này này, chúng ta mở ra thì cẩn thận xíu. Này bên này thì nó có chỉnh tốc độ này 33, 45 và 78. Cái đĩa này nó chạy được nhiều loại đĩa. Được cái đường kính là 30 luôn. Cái đĩa này đĩa 25 này. Như đĩa nhỏ hơn thì ta có thể bỏ vào đậy nắp lại luôn. Để cái nắp này nó có một cái miếng mút này. Bây giờ mình thử. Như mình để cái chỗ đèn này sáng bao nhiêu thì bấy nhiêu. Để coi này 45 để nha, 45 nó nhanh hơn không nha. Cứ bỏ vào nó chạy thôi.
Đấy, nó là tùy cái chúng ta, tùy cái đĩa nha, cái đĩa nó ghi bao nhiêu, tại vì cái đĩa này mình không cần cái bìa. Thì bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình. À, đừng quên đăng ký, và cái giá con này thì rất là rẻ thôi, chỉ 3 triệu 8 thôi. Chúng ta mua chủ yếu là siêu tầm, cũng còn nghe được, tất cả chức năng đều còn dùng được, nhưng mà máy này thì rất là hiếm. Cái tác dụng là sưu tầm, ta trưng bày trong nhà cực kỳ đẹp và sang. Bây giờ mình đó. Mình nghĩ cái đĩa này thì lại lại thì nó bị vướng, là tại vì cái đĩa này này nó vướng, cái đĩa này nó to hơn, phải đĩa nhỏ hơn bỏ vào mới mới đẩy lại được. Còn đĩa to như thế này thì khi chúng ta không nghe nữa, chúng ta phải lấy đĩa ra nha. Ok, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình ngay, số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video. Mới nhắc đến từ kiện Ngân Hồng Audio nhé. Là bây giờ đẩy lại này. Các bạn đẩy cái này xuống này. Đó, đẩy trong kéo. Đó. Cứng rồi này, nó cũng rất là nặng nha. Đây. Đó. Nhìn rất là ngầu, rất là mang màu sắc quân đội, chỉ có 3 triệu 8 thôi. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video nha, và có nhu cầu thì gọi mình. Điện 100V Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản.